của dân tộc Nùng. Mệt quá các bạn ạ. Đây là mình di chuyển đến 54 dân tộc, đang leo lên bậc thang để lên người dân tộc Nùng đấy nhá các bạn nhá. Đây là nhà sàn của người dân tộc Nùng các bạn nhé. Mình đang tiến lên bậc thang để vào xem nào. Oh,
Xin chào quý anh chị, chúc mọi người luôn hạnh phúc bình an và xin chân thành cảm ơn anh chị đã nhiệt tình ủng hộ cho Thị Nở trong thời gian qua. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới anh chị và mong mọi người yêu thương Thị Nở xin đăng ký kênh để Thị Nở có động lực phát huy sự đam mê.